Nhật Bản gia tăng viện trợ cho Jordan, tin từ Tokyo, Nhật Bản. Nhật Bản thông báo giúp Jordan 2.4 tỷ yen, tương đương với 20 triệu Mỹ Kim, để giúp xây hệ thống dẫn nước và rút nước trong tỉnh Bakwa, nằm gần ở thủ đô Amman, để giúp ứng phó với tình trạng gia tăng số người Syria tị nạn. Sự giúp đỡ được thông báo trong lúc quốc vương Abdullah viếng thăm Nhật nhằm để thảo luận các vấn đề song phương với Thủ tướng Shinzo Abe. Quốc vương Abdullah đã nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe rằng Jordan cảm ơn sự giúp đỡ liên tục của Nhật Bản, đặc biệt là trong lúc Jordan gặp cuộc khủng hoảng tị nạn chưa từng có. Ông ta cảm ơn sự giúp đỡ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực cung cấp nước của Nhật. Trong cuộc hội nghị tị nạn Liên Hiệp Quốc ở Berlin trong tháng 11, Jordan đã nói tới gánh nặng quá lớn đối với quốc gia của họ. Ngoại trưởng của Jordan nói rằng đất nước ông ta đã quá sức mệt mỏi với nhu cầu rất lớn của người tị nạn, gồm nhà ở, trường học, công ăn việc làm, y tế và nguồn nước. Bạo động trong các tuần qua ở Đông Jerusalem và Tây Ngạn tạo lo ngại sẽ có cuộc nổi dậy của người Palestine. Giới chức Jordan lo ngại cuộc nổi dậy này sẽ lan qua Jordan. Đa số dân chúng Jordan là hậu duệ của người Palestine đã vượt sông Jordan tị nạn khi quốc gia Do Thái được thành lập trong năm 1948. Quốc vương Abdullah cho biết là ông ta và Thủ tướng Abe đã thảo luận về tình trạng gia tăng bạo động ở Tây Ngạn. Liên hệ kinh tế giữa hai quốc gia là trọng tâm nghị trình thảo luận. Liên hệ giữa cường quốc Anh kinh tế, đứng hàng thứ nhì ở Á Châu và Hồi giáo đã gia tăng sau khi cơ quan cộng tác quốc tế Nhật ký một hiệp ước với Ngân hàng Phát triển Hồi giáo trong tháng trước. Quốc vương Jordan đã kết thúc chuyến viếng thăm Nhật 4 ngày với sự viếng thăm Nhật hoàng Akihito.